chúc tất cả của anh chị em mình một ngày mới vui vẻ và tràn nhiều năng lượng anh chị em mình nhá. Và ngay bây giờ em xin phép được giới thiệu cho anh chị mình một tác phẩm được làm trên nền chất liệu gỗ hương ta Gia Lai, chun sụn hương ta Gia Lai, rất là đẹp luôn. Một tác phẩm có tên gọi là Phu Thê Viên Mãn anh chị em mình nhá, kết hợp 4 mùa xuân hạ thu đông tùng cúc trúc mai, một tác phẩm vô cùng đỉnh cao và nghệ thuật do một trong những người thợ là nghệ nhân tại làng nghề bên em chế tác anh chị em mình nhá. Đó, những cái cây tùng này đục quá kỹ càng luôn các bác ơi, rất là đẹp luôn anh chị em mình ơi. Và bên dưới này có những cái đôi chim này, đó, đang uyên ương, trông rất là sinh động anh chị em mình nhá. Đó, và bên này là có những cây hoa mai đục thì vô cùng kỹ rồi. Đấy, một cái tác phẩm đỉnh cao quá các bác ạ. Nó cũng hoa cúc, những phóng hoa cúc cũng phải được kem bông hết lên anh chị em mình ơi. Đó, quá kỹ càng luôn, cây trúc thôi, nó quá là mềm mại rồi anh chị em mình nhá. Tác phẩm Phu Thê Viên Mãn, size khá lớn luôn, cao 1m45, rộng 95, độ dày là 40cm anh chị em mình nhá. Rất đỉnh cao luôn anh chị em mình ơi, quá đỉnh cao luôn. Đấy. Và để biết thêm thông tin chi tiết về tác phẩm này, anh chị mình có thể liên hệ qua số hotline của bên em được không ạ? Là 0334623357 hoặc 0981817345 anh chị em mình nhá. Hẹn gặp anh chị mình trong các video lần sau. Một tác phẩm đẹp quá cơ các bác ơi.